Hello nè, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình là Nghĩa Linh. Xin mời là của em và Phúc đầu tay các bạn. Hiện tại mình máu vô nhà của Phúc. Nè, nó ngú các bạn, nó chưa có tức được. Mấy giờ mấy anh em mình mới nghĩ kiếm một bàn coi gì đó để mà coi. Bây giờ mình nghĩ bàn coi gì không? Anh đi, anh người tao nói gì nữa nha. Tổng mình một máu rồi. Ông anh đi, anh đi. Chào đi. Chào làm ơi. Bây giờ mình chào nó một trò trò. Mình có gì nghĩ ra, quên có nhiều không? Chắc bò không gì? Chắc bò. Mới bắn bò mà không dắt con không dắt bò. Bò chi? Giờ mày dắt tao đi ăn sáng đi. Mẹ mà sáng chưa ăn sáng mà đúng rồi. Chưa ăn sáng mà ăn kẹo. Ăn sáng à? Mà ăn ra không? Đấy nhỉ? Cứt. Những cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu buổi nha. Ăn cứt. Không làm mà ăn ăn kia cứt đâu. Tao vô clip mẹ luôn. Bây giờ mình gọi giết dạy đi ăn sáng mình cho anh hai mẹ. Điền quá giờ đang ở nhà nó tự nhiên gọi nay giúp con cho nó còn mẹ đâu không gì hết tao chết tường cũng dễ đâu làm nữa bác ở bác gì cầm thịt ăn mẹ hay là bây giờ mình cho cái gì lại lẹ mình lấy lúa mình bán mẹ biết lúa ông hưởng đâu mà bán lúa đâu hả nhà sâu á trời ơi nhìn giống mà bạn lúa này nhiều ký ta bán 10.000 ký á bao mấy chứ 100 ký bao diện 100 ký hưởng nhiêu 350 ký à bao là kim cương á là đúng rồi đúng rồi nhiều người 50 ấy nhiều 50.000 ký nhân 50 ấy tại sao biết nhiều ký không mình chở đi bán hay không được biết cái chỗ không cứ vô bán không ở trên giờ không bán không cứ vô làm lúa tính tiếp ông ấy tao đem về tao chở cho nhà tao trong nhà cho gà ăn ở đằng đây này cái này cái gì bắt gì cam vậy cam nó mất tiền lúa được đi trời mày im đi chứ mày điên nói gì cùng cùng nhé ở chục chết rồi cái gì ông Phúc mới làm bắt điện không ừ có bắt điện không bắt điện ở đây quen sao sao nhìn khóc như vậy bán đủ điều luôn á bắt giờ ai dắt máu mà thằng ghê đi xin cái đi mà nó ông buồn nó ra nó nghi được biết riết đi chứ trời nó thì khác thì tao bảo nấu thịt nặng hả ai dắt nấu đâu ta đây nó nấu đâu bảo đi chắc tao chết rồi ấy tao đang trăm ký á ui chủ mày nhóm nặng đưa ra một phút đi quên ai ai mày mày đỡ mày quay xuống mày phụ bỏ nha tao tao bưng đi luôn rồi đấy em đấy là quên đấy đấy là quên đấy ra kéo kéo ra ngoài đây kéo ra ngoài đây kéo ra ngoài đây ra làm đấy sao nữa? Đưa ra mày chứ sao? Ủa, nó nhỏ nhỏ con cái món mà to dữ mày. Nào xuống. Quên bưng bưng cái đít kia của em. Đâu? Nào xuống. Đâu? Lên. Bưng đít kia. Lên. Mạnh lên. Đâu? Đi. 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 Dắt tục bao rồi. Tục bao rồi. Nhanh vô, nhanh vô. Đục mày. Cùng bật đi mẹ đâu. Chứ sao? Con bao nó quẻ chạy nữa. Hả? Bao gì? Lâm bao luôn. Chạy mày. Ôi trời ơi. Hả? Sao 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 không em? Đồ má nó mệt quá rồi nhờ. Mày kiếm cái bà món rồi bỏ mày. Làm gì? Thông mày cho mẹ bán khỏi mẹ. Cái lúc bao mà bán được quá luôn. Cũng không ra được ngay được hết. Này con lúa này. Này mày bớt bán vậy. Nhà giàu có nhiều khối mua bao lúa dày mày. Điên rồi, giờ sao đây nè, giờ chở bán không được, sao mà vô bên đấu đâu khác hử? Vô chắc mà khác hơn Phúc. Hay là giờ mình pho lúa như nào đó luôn. Pho lúa ấy. Ờ. Ừ. Ờ, pho lúa luôn. Đúng hay. Pho lúa, chú coi gì biết con giùm mình. À, để dễ mày đổ ra giùm mày, đổ lên. Nguyên rồi. Chứ rồi. Đúng rồi, con em. Mày hút vô mày bác. Mày nốt rồi. Không được rồi, rồi giải được đôi chú Nguyên cho nó hút. Hèm dắt hết cái kho này đổ luôn đâu. Má vô kìm. Đỡ đất đi ra với con. Kiếm bao nó sạch sạch đỡ xỉn cho nó luôn rồi. Cái bao lúng lỗ vậy. Bao lúng lỗ. Một chút. Một cái chai ống. Đâu sao giờ sao nó sao cho nó hút? Vô kiếm tờ giấy ghi tờ già nó nói nó hút chứ. Nghĩ mình nói sao nó hút luôn. Mày kiếm đi. Quên vô kiếm tờ giấy. Mày kiếm trong này ngứa cổ quá. Dạ. Đi. Kêu là mẹ đi ghi ghi chỗ khác chỗ này nó đi rất dây hết chữ gì tờ giấy thật to mà ghi chút xíu vậy mẹ mấy mày ghi lộn ngược để nó coi nó múa theo quy em mẹ có vậy. Việc không vậy người ta cũng thấy mà gấp
Chồng ăn lần thì đẹp ta. Vâng. Con hồi chưa ông ghi thi sai giá chữ. Ở nhà hốt lúa đúng không? Ừ, hốt lúa. Mẹ. Mẹ tóm lại rồi. À, cái tên mẹ, mẹ tên gì? Tên giải biết. Là... mẹ tiếc là như là tên gì ta? Ừ, thiết mẹ đã chắc tên check á. Tên check check à. Điền nói cái gì? Thôi mày dạy được rồi. Điền cứng gỡ rồi chứ. Cái cứng gỡ cậu. Bọn ông đúa đi. Cậu ngồi sao chú nghĩ được năng nữa. Bọn ông đúa rồi, bọn em đúa lên. Bỏ kẹt ngàn cái bút vô. Bọn em đúa lên. Bọn em đúa trời ông biết hết chứ. Nó biết cái nào nó ra nó đùi nè nó thấy. Bây giờ hy sinh bỏ thêm tờ 10 ngàn vô cho nó thấy. Của em cho anh mượn 10 ngàn. Tờ 5 ngàn chị. Giờ có cục tiền cho nó luôn. Dụ cái giấy sao nó thấy lên. Đây nè, giấy 2000 cho em nữa. Đây nè, đó. Đường nó nóng thấy mà. Thở cái đuôi. Rồi rồi rồi. Bây giờ mình bây giờ tới cái quay nha. Cái quay. Đây. Ừ, phải điện lại, điện lại. Nhà mày đi. Đi đi đi, đỡ kêu gọi luôn cả nhà. Già này mẹ không đánh nữa nhé. Muốn một không. Mẹ nhà bán đi chắc giờ làm cái làm gì. Quay. Alo. Anh em đang đó mày. À cái chị lên nó ngồi trước đi. Tao cái tao bắt chuyện với tao chạy lên liền nha. Ừ ừ. Chờ đã xíu nha. Nửa tiếng mấy. Nó giỡn hết 10 phút à. Tao quất cái đồng nó ăn xíu à. Ừ. Mày yên mày. Còn hai đâu? Anh hai chưa xuống này, à chờ anh hai lên đánh luôn. Bỏ xác này, bỏ xác này. Ừ, đúng rồi. 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 Đúng r
Thôi, chết con nói là pho lúa gì mà dè ra kìa. Đồ nó vào lúa được cả là hút. Anh hai đây, khoai bôi. Chị ơi, chứ mà. Phải chứ đẩy nhau. Chả. Đây. Chị ăn hấp. Đứa nào đây? Đứa nào đây? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tình anh em đầu quay. Anh hai bỏ em đem sĩ đó tụi em hốt vô còn không là anh hai biển đồn của đây á. Mà sao tao tự nhiên tao lại chết tao vô mà đúng tao mày. Anh trôi mà. Tao vô tao gặp lên nước này nó chưa anh ai đủ thì bảo luôn về không đỡ đi quen gì
Tao thì nghĩ là... Ê! Ngồi đi con phép nha! Rồi đi chung với má Điền mà nói mình này. Con chưa làm hết ông chí vậy? Chưa có rồi chứ. Tôi vô nhà tán bạc không rút cho tôi kêu rửa tay đi sạch sẽ đi chào. Ông vô chào tóc đổ ra. Vậy sao? Em uống trước không rút nè. Giờ đi ra đây này, mà tán nữa mày. Không giờ này nói anh hai nè, anh em giờ anh làm anh hút cho em, không là không anh em dẹp anh em. Ôi, em. Tao không có mày mới hút mày. Nói nhỏ vậy đó, anh hai vậy. Đâu giờ nói dài, tính nếu mà dài nha, anh hai mà không hút á, là bữa sau anh đừng có bao giờ vô nhà em nữa vậy đâu. Không phải chán được chứ mới đầu. Em chán muốn nói gì tao, tức chứ mày. Em nãy giờ em chán rồi. Bữa nay anh hai được không? Ủa anh em mới sao nè, đổ nghỉ giờ đầu đổ đi đi chứ. Hai đi chung. Chung có tao nha. Chung có chi đi chung. Trời tao một lần tao. Gương cái đầu đầu. Gần phát luôn á. Ờ thua luôn. Chỉ thua chứ. Anh em lên xem chơi, đỡ tôi canh ổng. Tổng hút rồi. Đi đi luôn chứ. Không đủ nữa. Lên nhà hả? Nhà có cái phát có cửa lại. Đi lên ra cho đi. Nhà lại được không? Có cửa chứ đỡ tụi mày. Có cửa đỡ hút vô theo. Có cửa gì hết. Cái làm mà không chịu không? Không thì anh em tưởng nó kêu em lên nhà tao. Đi chi đi. Chi. Em lên nó chơi luôn. Đây. Mấy mày tự tao coi kêu giờ xe luôn chạy giờ chút em xuống chỗ không sao mình xuống chỗ. Ai biết chơi? Cái gì ở đầu cay sao? Lên xe lên mẹ. Cái gì đâu mày? Hốt xe mày quậy rồi em xuống đi chợ. Tưởng biết đố này biết tôi hút rồi à. Ai đưa đố cái tàu vậy á. Muốn hút sao? Tàu vậy á. Em đã hút lần cho anh rồi mà tự nhiên anh đổ đây gì nữa. Hút cho anh lần rồi tao chi nữa cho anh. Hút lần nào tao biết không? Xe mày xe mẹ em xuống chợ vậy nè. Xe mày xuống chợ. Chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu. Khi lúa mùa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu, nó lẻ bay xô lòng mà bay. Come on.